Mình không cố gắng để trở thành một người tốt nữa. Mình sẽ chỉ là một người tử tế thôi. Một người tốt là một người luôn cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người. Mình không muốn mình đặt bản thân mình sau mọi người nữa. Và mình đã học được cách nói không. Mình học được cách từ chối những lúc mà mình không thể hoặc mình không muốn. Hôm đó tôi nhìn thấy cậu đứng trước gương với một gương mặt đầy quyết tâm, còn tự nhủ với bản thân mình, tôi có thể xuất phát chậm hơn, đi chậm hơn, nhưng tôi tuyệt đối không bao giờ dừng bước. Nếu mình đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn không đạt được như mong muốn thì có đau không? Đau chứ. Nhưng mình luôn tin vào câu nói là nếu cánh cửa này đóng lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Giống như việc thi đại học, nếu lỡ không vào được ngôi trường mình mong muốn, không có nghĩa là cuộc đời mình dừng lại. Luôn có nhiều hơn một sự lựa chọn, chỉ là mình có bằng lòng với sự lựa chọn đó hay không. Không học trường này thì học trường khác, không học đại học thì học cao đẳng, học nghề. Chuyện chán hơn mà chẳng có điểm dừng. Theo đuổi em thì anh chẳng muốn ngừng. Thanh xuân này có em sẽ thật đẹp. Anh sẽ hết buồn mí mắt sẽ hết sinh. Chỉ vào lúc say thường nhớ về thi, còn anh lúc buồn thường nhớ về nàng thơ. Đừng để bị cuốn với những điều tồi tệ. Bạn phải trở nên tốt hơn, nghe càng tốt hơn. Kế hoạch của mình, cái dự định của mình cho người khác biết. Hãy để cho họ thấy cái kết quả của mình thôi. Việc cháu cần và muốn ý, thì kể cả thần linh cháu không cần phải kể. Cứ lặng lẽ theo cái quyết tâm của mình mà làm, đi về một hướng thôi. Đừng có đẽo cầy giữa được. Trước khi thành công ý, cháu phải kiểm soát được cái sự ham muốn khoe khoang. Sự thành ý, nhờ mật. Lời lộ là sự bại. Nói trước bước không qua. Em còn chưa ngủ trong những lần phải chạy deadline. Em quên ăn quên uống quên cả việc trả lại tóc tai. Hey, những đôi giày cao gót chắc còn làm đau em. Và tiền bao nhiêu cho đủ ai biết ngày sau em. Mắt em còn mỏi không ta ít nhìn màn hình. Nhưng tối đi về đơn độc em thấy lòng mình là chính. Cái gì cũng phải nỗ lực chăm chỉ con ạ. Ông trời cho mỗi người một tí ti thôi. Nên không muốn đói khổ thì phải cố gắng lên con nhá. Vâng, con biết rồi. Xin nhắc lại, khi tiếng chuông kết thúc của kỳ thi vang lên, kỳ thi tuyển sinh đại học đã kết thúc. Từ giờ trở đi, bạn sẽ không bao giờ nghe được tiếng chuông thông báo này thêm lần nào nữa. Từ giờ trở đi, các bạn sẽ vội vã với một cuộc sống mới, cuộc sống của riêng mình. We'll be right back.
hết sức trong khả năng của mẹ, chỉ để mình có nhiều sự lựa chọn hơn đối với cuộc đời mà mình mong muốn. Cuộc đời mình muốn là gì thì đó là việc của mình, và mẹ mình chưa bao giờ bắt là mình phải đi theo một cái kiểu cuộc đời nào ấy. Cả gia đình mình đã nuôi mình bằng tất cả sự yêu thương, sự hy vọng và cả ước mơ nữa. Nhưng mà chưa bao giờ họ bắt mình sống tiếp với ước mơ của họ ấy. Họ cho mình được tự do lựa chọn ước mơ của mình, và cũng chưa bao giờ bắt mình là phải báo đáp hay gì. Trong tương lai, chúng ta có thể dịch chuyển đến những phần ký ức bị bỏ lỡ, với điều kiện tuổi trẻ phải trở nên ý nghĩa. Bạn mình thì nói là kể cả khi mày leo tới đỉnh núi rồi thì đó cũng chỉ là lưng của ngọn tiếp theo thôi. Thế nên đừng bao giờ dừng lại sự cố gắng. Mình biết là chúng mình phải luôn biết đủ, vì cứ lúc nào cũng cứ muốn hơn như thế, không bao giờ là đủ thì không hạnh phúc ấy. Nhưng mà biết đủ không có nghĩa là dừng lại, biết đủ không có nghĩa là dẫm chân tại chỗ. Đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.